Em xin kính chào tất cả các bác yêu hoa lan trên toàn quốc ạ Hôm nay là phiên bán lan của nhà em, nhà vườn Linh Tùng Phiên ngày mùng phiên ngày 14 tháng 3 các bác nhá. Hôm nay thì lên cho các bác những mã siêu phẩm của đùi gà tròn Toàn bộ đều là hoa tím hết các bác nhá. Hôm nay toàn bộ phiên bán hàng của ngày hôm nay toàn bộ đều là hoa tím hết nhá. Đầu tiên em lên cho các bác một mã tím lịm này các bác này Đó, tím chua các bác ơi, tím thủy chung luôn nhá. Tím thủy chung luôn nhá, các bác nhá đây tím đó giò này thì ở hoa tím và mầm gốc lên cũng rất là đẹp luôn này các bác này các bác uh, mà lấy những cái giò như thế này các bác yên tâm trong trăm phần trăm là được một giò gà tím rồi nha các bác nhá rất là nhiều bác thích sưu tầm tím đấy ạ dần 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 thì hoa nó sẽ uh, từ nụ cho đến bông nó sẽ ra được những mặt hoa rất là độc đáo rất là uh, đặc biệt và rất là đẹp cho các bác sưu tầm nhá rồi à, mã 131 ạ, à, 400.000 đồng cho mã gà tím này nha các bác nhá. Mã 131 400.000 đồng, các bác ngắm cho em nụ này. Đó, như quả ớt luôn. Mã số 131 400.000 đồng. Tiếp theo, em lên cho các bác mã đùi gà tiếp theo. Đây, ngòng cũng tím lịm tim luôn này các bác này. Ngòng cũng tím lịm tim luôn. Các bác ngắm cho em này, ngòng đây. Ở trên này lên nhá. Tím lịm tim luôn. Đây ạ hai cái ngọc này của em là tím rất là tím luôn nha các bác nhá. Rồi, à, mã này của em là mã số 138, mã đùi gà tròn 350k nha các bác nhá. Mã 138, một mã cũng rất là tím luôn. Dần 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 thì nụ của nó cũng sẽ ra tím các bác nhá. Nụ của nó cũng sẽ ra tím đấy á Đó, nó đang có sắc tố tím ở cộng và dần dần thì nó sẽ uh, tím ở phần nụ các bác nhá. Rồi, mã 138 350.000 cho giò đùi gà tròn này nhá các bác nhá. Tiếp theo, một mã đùi gà tròn tiếp theo. Rồi, đây ạ. À. Xuất sắc luôn nha các bác nhá. Hôm nay toàn siêu phẩm tím luôn. Hôm nay phải nói là toàn siêu phẩm tím luôn nha các bác nhá. Rồi, mã này của em là mã số 129, mã này thì nụ này các bác này. Các bác nhìn nụ cho em này, nó mây mẩy mây mẩy luôn nhá. Mây mẩy nụ luôn Rồi cái giò này Mã này của em là mã số 129 300 000 đồng Mã số 129 300 000 đồng các bác nhá Mã 129 300 000 đồng Nụ giò này phải nói là có Nó 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 sai nụ dã man luôn các bác ạ Nó sai nụ dã man luôn Mã 129 300 000 đồng Đấy nụ nhiều mà mầm gốc lên quá tuyệt vời nha các bác nhá Tiếp theo em lên cho các bác là Một mã ý ngọc À một mã long tu đá một mã long tu đá đang lụ rất là nhiều đây các bác nhìn nghiêng là biết lụ nó rất là nhiều nha các bác nhá đó mã long tu đá này của em là mã số 135 200.000 đồng 200 000 đồng đây là em ghép lên hai khúc gỗ mà các bác nhìn cái độ dễ bám của nó nhá đó không khác gì hàng nguyên bản luôn và đằng sau là có phân dê hết rồi coi nhá đó mã 135 200 000 đồng tiếp theo ạ em lên cho các bác một mã ý ngọc đây một mã ý ngọc nhá đó mầm gốc lên chi chít luôn Ý Ngọc thì nó cũng đang xuống lá để chờ hoa rồi Đang chuẩn bị nứt nụ rồi nha các bác nhá Mầm gốc lên chi chít này Mã 128 150k Mã 128 150k cho mấy Ý Ngọc nhá Cũng uh, quy cách trồng giống như là giò long tu đá kia Có nhá Mã 128 150k Tiếp theo Em lên cho các bác một mã Mã có chưa nhỉ Một mã đùi gà tròn Đây ạ Đây cũng rất là tím Đây em quay cái mặt tím này cho các bác xem nhá đây ạ, tím chùa các bác ơi. Đấy, dần dần là cuống tím này xong bắt đầu là nó mới ra được bông tím cho nhá. Mã này của em là mã được gà tròn mã số 130, 300 000 đồng Mã số 130, 300 000 đồng thôi nhá. Mã số 130 300 000 đồng Đấy, các bác cứ so sánh dò với người em nha các bác nhá. Rất là cao, thân mầm gốc cao nhất là tầm khoảng 40cm nha các bác nhá, 45cm đấy ạ. Mã số 130, 300 000 đồng Tiếp theo em lên cho các bác một mã sơn thủy tiên ghép lũa này một giò rất là xinh luôn mà cực kỳ lắm hoa nha các bác nhá một giò rất là xinh mà cực kỳ lắm hoa đệ một hai này ba bốn này em đang thấy bốn cái ngòng hoa rồi nha các bác nhá nó còn vẫn còn đang sưng đấy nha các bác nhá nó vẫn còn đang sưng đấy ạ đó mã này của em là mã sơn thủy tiên mã 125 300.000 đồng, ghép lũa nha các bác nhá, ghép lũa. Rất là đẹp luôn. Mã 125 300.000 đồng. Mã 125 300 000 đồng Quá đẹp luôn các bác ạ Mã 135 300 000 đồng cho mã Sơn Thủy Tiên 4 ngòng hoa này nha các bác nhá Tiếp theo Em lên cho các bác một mã kiều vuông ghép lũa này Đây bộ lũa này các bác này một mã kiều vuông này Đó hoa của kiều vuông này nha các bác nhá Hoa của kiều vuông đây năm cánh trắng họng vàng các bác nhá Mã kiều vuông này của em là mã số 126 600 000 đồng nó còn đang sưng nụ rất là nhiều luôn này các bác này đang sưng hoa rất là nhiều luôn đây các bác nhìn nhá đây nữa này như bông lúa luôn đó ở dưới này nó còn đang sưng hoa các bác nhá đó đang sưng nụ bên này này bên này nó cũng đang sưng nụ thôi này các bác này đó đang sưng nụ thôi nhá đấy hoa ở cái giò này em đếm tầm khoảng độ chục bông hơn chục bông đó mã này là mã số 126 một giò kiều vuông các bác nhá kiều vuông thân đanh vuông đét luôn 600.000 đồng mã kiều vuông chục thân hoa chục bông hoa các bác nhá chục hoặc là hơn chục bông hoa đấy ạ mã số 126 600.000 đồng tiếp theo em lên cho các bác mã đùi gà tròn tiếp theo đây một mã này rất là xinh này các bác này tin chắc là cái mã này là các bác không chốt nhanh là kiểu gì cũng bay luôn đây ạ tím cũng có nhá các bác nhá thân mầm này dài tầm tám uh, chín 8 90 phân cái, cái 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 cái, thân dài nhất này là các bác này mà hoa này chi chít luôn đó, mã này của em là mã số 136 250 000 đồng Mã số 136 250 000 đồng thôi nhá 1, 2, 3, 4 thân hoa Nhưng mà sai hoa dã man luôn 5 thân hoa Mã số 136 250 k nhá Tiếp theo ạ à, Em lên cho các bác một mã u lồi ghép lũa Một mã u lồi ghép lũa này các bác này Một mã u lồi ghép lũa này Đây Rồi, mầm gốc đây nha các bác nhá Mầm gốc tuyệt vời luôn Mã này của em là mã số 121 8 thân hoa 8 thân hoa cho cái dấu u lồi nha các bác nhé 8 thân hoa Mã số 121 350 000 đồng Mã 121 350 000 đồng Đây ạ, hoa đang mây mẩy mây mẩy hết rồi nhá Giò này của em là có 8 thân ạ Mã số 121 350 Tiếp theo Em lên cho các bác là một mã kèn Đây ạ Mã kèn hôm nay rất là dài luôn nha các bác nhá Thân hoa này của em dài tầm 80 cm 80 sen ạ. Đây hòa đây nha các bác nhá, hòa đây ạ, gai rất là nhiều luôn. Đấy, gai chi chít luôn. Đó, mầm gốc lên tầm 10 cm các bác nhá. Mã này của em là mã số kèn. Mã 142 350 ạ. Đây ạ. Một chậu kèn một tác phẩm luôn. Các bác nếu mà các bác lấy cái chậu này thì một tác phẩm luôn nhá. Mã số 142 350 000 đồng Tiếp theo, em lên cho các bác một mã kèn tiếp theo. Mã này thì ngắn hơn một chút, rưỡi thôi. Mã này là mã số 143 250 ạ, à, cũng chi chít hoa luôn các bác nhá. Chi chít hoa luôn. Đấy các bác ngắm cho em hoa này. Chi chít hoa luôn nhá. Đó, mã kèn, mầm gốc cũng tầm 10 sen, mã 143 250 000 nghìn Tiếp theo em lên cho các bác một cái trụ đùi gà. Một cái trụ đùi gà, cái trụ này, này em ghép ngang nhá, một dáng khác cho các bác lựa chọn này. Một dáng khác cho các bác lựa chọn này, hoa này. Đây nha các bác nhá. Tím này các bác này. Tím ngắt luôn. Trên này sai hoa dã man luôn các bác nhá. Đó, em ghép trên một cái trụ, cái trụ này thì có dáng ngang các bác nhá, có dáng ngang như thế này. Đấy, mã này của em là mã đùi gà tròn mã số 123 900 000 đồng Mã số 123 900 000 đồng Sai hoa dã man luôn nha các bác nhá. Mã số 123 900 000 đồng Đấy, mầm này các bác này. Các bác đầu tiên là các bác nhìn cho em cái bộ mầm này. Bắt đầu các bác nhìn hoa này. Đấy, kể cả như nhiều các bác cũng nói chung là Uh, hoa thì nói chung là bình thường cũng được năm nay chơi hoa cũng được nhưng mà mầm gốc sang năm nó khỏe là cũng vẫn là ok các bác nhá mã 123 900.000 đồng tiếp theo ạ à, em lên cho các bác một mã u lồi anh vào đi một mã u lồi mã 122 đây ạ à, mã này của em là mã 122 u lồi 2 này 3 này 4 5 6 7 8 9 10 11 thân hoa các bác nhá 11 thân hoa cho cái giò này này tăm tắp tăm tắp luôn nha các bác nhá mã này của em là mã u lồi để các bác nhìn mầm gốc này mã này u lồi ổn định các bác nhá ghép ổn định mã số 122 350 000 mã số 122 350 000 đó 11 thân hòa các bác ạ 11 thân hòa các bác nhá tiếp theo em lên cho các bác là một mã uh, đùi gà tròn ghép lũa nhá một mã đùi gà tròn ghép lũa này đây một cái khúc ghép lũa rất là to đẹp như này các bác nhá lũa đều là lũa máu chó này các bác này lũa đỏ máu chó luôn đấy rồi hoa đây này các bác này hoa đây nha đấy sắc tố tím đây các bác này tím đây rồi, mã này của em là mã số 120, 800 000 đồng cho mã gà ghép lũa này nha các bác nhá. Mã 120 800 000 đồng sai hoa chi chít luôn, nói chung là các bác cứ yên tâm là năm nay mùa hoa thì nói chung là hoa dã man luôn các bác ạ. Đây ạ. Nhánh tím đi nha các bác nhá, nhánh tím đi nhá. Rồi Giò nào cũng như giò nào, sai hoa dã man luôn. Mã số 120, 800 nghìn đồng. Mã số 120, 800 k cho giò. Ờ, uh, đùi gà tròn ghép lũa, sai hoa, chi chít hoa này nhá các bác nhá. Mã 120, 800 nghìn. Nói chung là các bác mà sưu tầm những cái giò lũa này thì giá thẻ các bác chơi muôn đời luôn. Đây, về các bác đặt đôn nhá. Về các bác đặt đôn cho em. Toàn bộ những cái giò lũa của em thì các bác về các bác yên tâm là các bác đặt đôn thoải mái nhá. Tại vì là em đã thiết kế là những cái đế này nó bằng rồi. Về các bác đặt đứng được nhá về các bác đặt đứng được nhá. Đó các bác để lên đơn chơi hoa cho em. Mã số 120 800 000 đồng Tiếp theo ạ. em lên cho các bác một mã chậu. Một mã chậu đùi gà tròn phải nói là nó siêu hoa luôn. Năm nay phải nói là mùa hoa nó dã man luôn các bác Dã man luôn đây này còn chưa nở nhá các bác nhá. Khi mà nó nở thì không biết là nó kiểu gì luôn. Rồi, đây ạ. Rồi các bác ơi. Đây em đang đứng xa màn hình lắm nhá, giò này to. Khủng, siêu nhiều nụ luôn các bạn, ạ. to khủng siêu nhiều nụ luôn. Đấy các bác ngắm nụ cho em nhá, các bác ngắm nụ cho em nhá. Đây ạ, Vế bên này này. Chi chít hoa luôn, tím đây nhá các bác nhá, tím đây nhá. Đấy, các bác nhìn thấy ngòng tím của nó chưa? Đây ạ, mấy ngòng tím đây nhá các bác nhá, ở chỗ này này. Đó, mấy ngòng tím đây này. Rồi mã này của em siêu đẹp luôn các bạn ạ, mầm gốc quá đẹp luôn ra hoa xuất sắc luôn các bác nhá. Mã này của em là mã số 127, 1 triệu 200k. Ôi dồi, phải nói là cái giò này nó đẹp nhất luôn các bác ạ. Mã số 127, 1 triệu 200k cho giò này nha các bác nhá. Đó, dã man luôn các bác ạ. Không nhìn thấy người luôn. Mã số 127, 1 triệu 200k. Tiếp theo ạ, em lên cho các bác mã số tiếp theo một mã trồn. Một mã trồn. À ghép lũa các bác nhá một mã trồn ghép lũa này đây ạ à. đó một mã trồn đã thuần dễ rất là to khỏe bám rồi nha các bác nhá đó mã này của em là mã trồn mã số 124 400.000 đồng mã 124 400 000 đồng toàn bộ đều là cây trồn rất là xếp đẹp luôn đó mã 124 400 000 đồng cho mã trồn nhá trồn đang sưng hoa đấy ạ à. đang sưng đang, đang nứt nụ chờ hoa đấy ạ à. đây đang nứt nụ đây này các bác này nụ đây trắng phớ đây nha các bác nhá là nụ hoa đấy ạ à. đó nghĩa là đây các bạn ơi nụ hoa đây nhá nứt đây về các bác cứ kiểm tra cho em nứt nó cứ đang sưng uh, trắng trắng là bên là đang nứt rụ các bác nhá đây cây rất là to luôn các bác nhìn này cây to chưa mã này của em là mã trồn 124 400 000 đồng nói chung là những cái giò mà uh, ghép lũa như này toàn bộ đều là cây chọn hết nha các bác nhá mã 124 400 000 đồng chẳng nghĩa một cái lũa mà tầm Mua tầm khoảng độ 100 200 mà lại ghép những cái, cái 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 lan nó xấu xấu lên thì nó không phù hợp một tí nào. Nên là những cái giò ghép lũa là toàn bộ đều là những cái cái cây rất là đẹp để ghép lên lũa nha các bác nhá. Tiếp theo em lên cho các bác là một mã đùi gà tròn tiếp theo. Đây ạ, à, mã đùi gà tròn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 thân hoa cho cái giò này các bác nhá. Đó. Siêu siêu nhiều hoa luôn, mã số 133 300 000 đồng Mã số 133 300 000 đồng siêu nhiều hoa luôn các bác nhá. Giò nào cũng rất là đẹp luôn các bác ạ. Các bác nếu mà các bác mà chưa có gà đó mà đang mùa hoa, các bác cứ lấy một hai giò về các bác chơi hoa cho em nhá. Đó, đẹp dã man luôn, hoa tím ngắt đẹp luôn. Đấy, hôm nay toàn bộ đều là những giò hoa tím đấy ạ. Mã số 133 300 000 đồng Đấy, tím đi nha các bác nhá. Mã số 133 300 000 đồng Tiếp theo ạ, Em lên cho các bác là một chậu kiều vuông hôm nay kiều vuông rất là to, vip luôn này, các bác này. Đó, đây ngón tay của em đi nhá. Đành luôn các bạn Đây sưng mắt này. Sưng mắt để chờ hoa này các bác này. Đó, những cái mắt sưng này là mắt hoa nhé các bác nhá. Đó, những mắt hoa, mã này của em là mã kiều vuông. Em vẫn chia sẻ cho mọi người với giá là 150 000 cho mã kiều vuông này nhá các bác nhá. Tiếp theo. Đó. Một mã kèn nguyên bản một mã kèm nguyên bản hai thân hoa và hai mầm gốc đây ạ à, thân hoa đây nha các bác nhá thân hoa đây hai mầm gốc đây các bác nhá một khúc kèm nguyên bản mới tinh hình tình luôn mã số một bốn năm rưỡi ạ đó một dề đấy nha các bác nhá mã số một bốn rưỡi cho mã kèn nguyên bản nhá các bác nhá đó tiếp theo ạ à, uh, mật ong rừng các bác nhá mật ong rừng đây ạ à, em đã chia ra thành những cái cái cái, cái um, lọ như thế này mỗi một lọ sẽ là một cân đó mật khoái rừng chuẩn luôn các bác nhá mật ong khoái rừng lai châu đấy ạ các bác nhìn mặc mà, màu mật là các bác biết nhá các bác nhá riêng mật ong khoái rừng chuẩn ấy là các bác cứ giỏ từng giọt ra là nó không bao giờ bị 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 uh... nói chung là nó như thủy ngân các bạn nó như thủy ngân nó cứ vón tròn vo lại thì đấy là mật chuẩn các bác nhá nó dẻo quẹo nó vón tròn vo lại thì đấy là mật chuẩn các nhá rồi 300.000 đồng cho một cân cả sáp nói chung là cả sáp như thế này nhưng mà sáp này cũng vô cùng là nhiều mật các bác nhá tại vì mật ong khoái nó nhiều mật lắm luôn. đó những cái miếng uh, sáp này của em vô cùng nhiều mật luôn. đó một cân, đây là một cân, đây các bác nhìn này, một cân, một lọ này là một cân 300 trăm nghìn các bác nhé. tiếp theo ạ, em lên cho các bác là uh, một mã đùi gà tiếp theo, một mã đùi gà tiếp theo này. đó, em hôm nay em còn có độ khoảng tầm uh, hơn chục cân mật nữa thôi các bác nhé. Hôm qua thì em có à, hơn 20 cân thì à, em bán còn hôm nay còn hơn chục cân. Đó, mã 132, một mã đùi gà tròn nha các bác nhá. Sai hoa chi chít luôn các bạn này các bác này. Sai hoa chi chít luôn. Đó, đây các bác nhắm cho em này. Đấy, hoa nha các bác nhá. Đây, tím đây các bác này. Tím đây. Ở trong máy ảnh này thì nó còn còn, còn bị hơi trắng trắng phớt phớt đi một chút các bác nhé còn nhìn ngoài mắt thật ý thì là nó còn tím hơn các bác nhé đây ạ một hàng tím của em em đang cầm các bác nhá toàn bộ đều là thân tím hết ạ mã 132 350 trăm nghìn mã 132 350 trăm nghìn cho dầu bìa nhá em rất thích kiểu là kiểu nó bay bay bồng bọc tự nhiên như này các bác nhá những cái giò lan nó tự nhiên như này nhìn nó rất là đẹp luôn về các bác chỉ chăm lên rồi cứ kệ nó cho nó tự nhiên thôi các bác nhá Mã 132 350 000 Tiếp theo Em lên cho các bác Một mã tím tiếp theo này Một mã tím tiếp theo này Mã này thì cũng rất là to các bác nhá Mã này cũng rất là to Đây ạ Đây các bác ơi To lắm nhá Đây tím chua Thôi Cái giò này phải nói là Như kiểu là dòng bay phượng múa ấy ạ Đó Quá đẹp luôn nha các bác nhá Sai hoa chi chít luôn đó, mã này của em là mã số 141 450 000 41 450 000 Ba cành này rất là tím luôn này các bác này. Mà nó sai hoa nha các bác nhá. Cứ mỗi một mắt nó ra bốn bông này các bác này. Mỗi mỗi một mắt ra bốn bông này các bác này. Trời ơi, chơi một cái cành này đã quá là vip rồi nha các bác nhá. Dưới này này các bác này. Đó, bên này. Rồi, mã 141 450 000 cho giỏ. Đùi gà tròn này nha các bác nhá. Quá đẹp luôn ạ, xuất sắc luôn. Đó, những cái giò gà như thế này các bác không mua được ở đâu nữa đâu. Rồi, tiếp theo ạ. Em lên cho các bác một giò tím tiếp theo. Tím thủy chung nữa này các bác này. Tím thủy chung nữa này. Dạ, uh, cũng như là là ớt rồi nha các bác nhá. Đây, cái cành này phải nói là nhìn nó phê dã man luôn các bác này. Nhìn phê dã man luôn, hoa này. Vừa tím vừa sai hoa nha các bác nhá. Ngòng hoa rất là dài luôn. Rồi phải nói là từ gốc đến ngọn luôn đấy ạ. Mã này của em là mã số 137, 350 nghìn. Mã số 137, 350.000 cho giò này nha các bác nhá. Mã 137, 350.000. Đây ạ. Quá đẹp luôn các bác nhá. Mã 137, 350.000 cho giò đùi gà tím đấy ạ. Tiếp theo. Em lên cho các bác là một mã ờ long tu đá. Mã này to hơn nha các bác nhá. Mã này to hơn cái mã. Mã này to hơn cái mã vừa rồi các bác nhá. Mã 134, 250.000. Đấy các bác nhìn nghiêng nha. Nhìn nghiêng sẽ thấy rất là nhiều nụ hoa đấy ạ mã số 134 250.000 những cái nụ như thế này thì các bác yên tâm em gửi đi thì em sẽ cuốn giấy mềm rồi là bông bông gòn vào nên là các bác yên tâm nụ không vấn đề gì đâu nhá với lại được thùng thoáng ạ mã số 134 250.000 đó, từ hôm bữa nụ hoa đến giờ em gửi đi cho các bác miền Nam chưa ai chê cả bác nhá. Tiếp theo, một mã đùi gà tím tiếp theo này Một mã đùi gà tím tiếp theo này Đây ạ, à, phải nói phiên hôm nay xuất sắc luôn đây, tím nha các bác nhá. Mã này của em là mã đùi gà 140 300 000 đồng Mã 140 300 000 đồng Đây ạ, những cái thân tơ này xòe ra rất là dài rồi nha các bác nhá. Trên này thì chi chít hoa. Đấy, mã 140 300 000 đồng cho giò này các bác nhá. Mã 140 300k. Rồi, tiếp theo ạ. Đây, một mã này cũng tím lịm vô cùng luôn này các bác này. Tím lịm vô cùng luôn. Đây các bác ngắm cho em này. Đấy, siêu siêu tím luôn các bác nhá ngòng nó đen xì luôn nhá ngòng nó đen như kiểu là mía thuốc cái cái cái, cái mía thuốc ấy các bác vỏ nó đen đúng như thế luôn mã số 139 giò này 350 000 các bác nhá mã 139 giò này của em là 350 000 tím các bác nha quá tím luôn mã số 139 350 000 đó mầm gốc này lên cực khỏe luôn mã này rất là đẹp nha các bác nhá mã số 139 350 000 tiếp theo con nào không một giò u lồi đây ạ lên cho các bác một giò u lồi đây ạ hàng này là đều là hàng uh, dân thuần các bác nhá hàng dân thuần đây ạ dễ nó bám ra tít đằng mặt bên này rồi nhá đó mã này của em là gồm có 5 thân hoa mã này thì uh, nói chung là hơi nhỏ thì cho các bác về các bác um, chơi nhỏ nhỏ năm thân hoa này cũng rất là đẹp rồi nhá các bác nhá mã một bốn sáu ba trăm đồng cho dầu lồi rồi nhá các bác nhá năm thân hoa đây ạ nó cũng đang dần dần nó đang tách ngòng ra rồi đấy nha các bác nhá. Mã u lồi, thuần hàng hàng này mới gọi là khỏe này các bác này, hàng thuần dân. Mã 146 300 000 đồng các bác nhá. Rồi, tiếp theo ạ. Em vẫn còn cái ngọc cẩu khô các bác nhá. Em vẫn còn cái ngọc cẩu khô. Thì bác nào lấy thì em vẫn để cho các bác với giá là 250 000 cho hai cân. Các bác nhá, còn một cân thì em vẫn để cho các bác là 150 000 các bác ạ. Đây là ngọc cẩu tím khô khi mà cho ra những cái thành phẩm mà củ nó như thế này thì là đòi hỏi là cái củ tươi nó phải rất là to thì khi mà sấy xong thì nó tóp lại mà nó đã to như thế này rồi các bác nhá nó nó vẫn to như thế này thì chứng tỏ là củ tươi rất là to các bác nhá đây là hàng sấy khô của nhà em ạ sấy lạnh sấy khô các bác nhá ngọc cầu tím tươi đó về các bác ngâm rượu uống rượu thì rất là bổ về vấn đề sức khỏe vấn đề sinh lý các bác nhá về Mỗi một li, mỗi một cân như thế này một túi này một cân thì các bác sẽ ngâm được từ 5 cho đến 6 lít rượu các bác nhá rượu nó sẽ ra màu đỏ và rất là dễ uống luôn nó kiểu nó ngọt thanh như bạn kể cả bây giờ các bác ăn sống nhé kể cả bây giờ về các bác ăn thử nó cũng đã mùi nó rất là thanh thanh nó rất là đậm đậm bùi bùi các bác ạ ngâm rượu ra thì thơm lắm màu rượu như rượu vang luôn các bạn như rượu nho vang luôn rồi 250.000 cho hai cân các bác nhé một cân là 150.000 ngọc cầu tím khô. Tiếp theo. Đó, tinh dầu sả đang mùa nồm như thế này thì các bác nên có tinh dầu sả. Sông trong nhà hoặc là các bác có thể lau sàn. Đó, lau sàn các bác nhá. Một chai như thế này là lửa lít thì em chia sẻ cho các bác là 200 000 đồng Đây là tinh dầu sả nguyên chất của nhà em. Nếu mà các bác mà muốn thử xem là nó có chuẩn hay không thì các bác về các bác đổ nước cho em nhá. Tinh dầu sả nguyên chất nó sẽ nổi lên trên mặt nước ạ. Đó. Tại vì là nó sẽ nhẹ hơn nước nên là nó sẽ nổi trên mặt nước. Về các bác cứ test thử như thế cho em nhá. Đó, nếu mà các bác mà sợ em bán hàng giả hay gì, còn các bác cứ yên tâm. Các bác mua hàng của nhà em thì các bác cứ yên tâm là hàng cái gì cũng chuẩn 100% từ rừng hết ạ. Đó, cái gì nhà em đảm bảo thì nhà em sẽ đảm bảo cho các bác đến cùng luôn các bác nhá. Rồi, tinh dầu xả một chai các bác lấy hai chai em sẽ bao ship cho các bác nhá. Rồi Hôm nay là toàn bộ phiên bán hàng của nhà vườn Linh Tùng ngày hôm nay, ngày 14 tháng 3. Các bác mà muốn đặt giò nào, các bác liên hệ với nhà em qua số điện thoại là 0869 899 172. Các bác thấy hay, thấy lan rẻ, lan đẹp thì các bác cho em xin một nút đăng ký kênh nhé các bác nhé. Rồi em xin chào và cảm ơn các bác rất là nhiều ạ.